Các bạn khác sẽ nhắc lại nào. Who can, Khánh Huyền? Today can you use your mic? Hôm nay con đã dùng được mic của con chưa? Ok, cô đã nghe rõ con nói. Nào, con có thể nhắc lại cho cô. What is the date today? What's the date today? What the date today? Saturday. Really? Yes. It's really Saturday. Today really a Saturday. Các con có nghe rõ cô nói có bị rè không? Yes, no. Các bạn, cô hỏi này, các con có. Trung kia nói con có, bên con có nghe cái mic của cô bị rè không? Ok, kiện viên nữa. Ok. Nào, Khánh Huyền ơi. Today really is Saturday? Hôm nay là thứ bảy à con? No, I don't think so. Nào, Tiến Vinh nào. Okay, Sunday, Tiến Vinh, can you tell me what the date today? What? Very good. That's right. That's great. All right. And now, Cương, can you repeat what the date today? Very good. This really 22nd today. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 10. So what the date today? 17 là gì nhỉ? That's right. Okay. So Minh Đức, can you tell me what the date today? Can you tell me about about the date? Nào con trả lời cho cô nào. What the date today? Minh Đức, where are you? I saw you raise your hand to want to answer my question. Nào Minh Đức nào, trả lời cho cô nào. Minh Đức bị lag. Ok, Trung Kiên đã trả lời rồi đúng không? Alright. Cái câu hỏi này, Trung Kiên muốn trả lời nãy giờ. Alright. Cô sẽ trên cái visual một tí nha. Chờ cô một lát ạ. All right. Magic. So, cho câu hỏi này, bạn Nguyễn Phi Long lớp 4E. Can you leave your camera on? Can you leave your camera on? Nguyễn Phi Long lớp 4E là bạn nào nhỉ? Phi Long à? Phi Long, can you turn on your cam? Và hãy bật mic lên nào. Có bạn Thắng Nguyễn Văn là bạn nào đấy nữa này. Tất cả bạn bật mic lên nha. Không bật mic thì cô sẽ cho ra khỏi lớp nha. You guys, turn on your cam. Okay. Long as okay, Quỳnh Anh now, Quỳnh Anh, answer my question. What the date today? Quỳnh Anh, answer my question. What is the date today? Okay, very good. That's right. Okay, so Trung Kiên, how are you today? How is this going? How are you today? I'm pretty good. Thank you so much. How about you? Khánh Huyền? How about you?
Khánh Nguyên, can you answer my question? How are you today? How are you today? Như nào nhỉ? Ngày hôm nay con có khỏe không thì con sẽ trả lời như thế nào? No. Yes, very good. Okay, so Minh Đức, how about you? How is this going? How about how is this going? Có nghĩa là nó sẽ bằng với câu how are you today? Như vậy, all right. Minh Đức, can you answer my question? Con trả lời được câu hỏi của cô không nào? How are you today? Có nghĩa là ngày hôm nay con có khỏe không? Nó bằng với câu how is this going? Ừ, cô đã thấy miệng con trả lời cô rồi nhưng cô không nghe được mic của con ấy. Các bạn khác có biết có nghe được không nhỉ? Con sửa lại cái mic coi. Con sửa lại cái mic cho cô nha. Sửa lại mic cho cô nha. Alright. Cương, please. How about you? How are you today? How are you today? Are you okay? Are you fine? Yes, very good. Tiến Vinh, how about you? How is it going? How are you today? Very good. Okay. Quỳnh Anh nào, tell me. What are you writing? Con đã viết gì đấy? What are you writing? Nói cô nghe nào, con đã viết gì đấy nào? Okay. So can you answer my question, Quỳnh Anh? Can you answer my question? How are you today? Quỳnh Anh ơi, trả lời câu hỏi của cô nha. Khi cô hỏi là con phải trả lời nha. Quỳnh Anh nghe cô nói không nhỉ? Quỳnh Anh ơi! Nghe cô nói không Quỳnh Anh ơi? Ok, vậy thì khi cô hỏi con phải trả lời câu hỏi của cô nào? How are you today? Có nghĩa là ngày hôm nay con thế nào hoặc là hôm nay con có khỏe không đấy? Tại sao Quỳnh Anh không trả lời câu hỏi của cô nhỉ? Cô cho Quỳnh Anh ra khỏi lớp nha. Con không nghe được thì cô cho con ra khỏi lớp và con vào lại nhá. Ok. Ok, cô sẽ... chắc là bạn ấy không nghe được tiếng cô nói cho nên cô sẽ cho bạn ấy ra khỏi lớp để bạn ấy vào lại nhá. Quỳnh Anh sẽ vào lại cho cô nhá. Vào lại cho cô này. Ok guys. Cường ơi, bật cam lên nào. Turn on your cam, please. Phi Long ơi. Can you leave your camera? Con có thể bật cam lên được không? Thằng Nguyễn Văn là bạn nào đây? Sao các bạn này lại không bật cam lên nhỉ? Ok, cô xem.
Ok, tất cả các bạn bật cam lên nhá. Có hai bạn cô vẫn chưa thấy bật cam này. Có hai bạn có nickname là Nguyễn Phi Long và Thắng Nguyên Văn, đúng không? Thắng Nguyễn Nguyễn Văn Thắng à. Alright. Vậy thì chúng ta sẽ vào học đó nha. Các con không bật cam thì tức là sẽ cô sẽ không thể gọi các con trả lời được câu hỏi của cô trong suốt cái bài dạy. Cho nên là mỗi buổi dạy của cô sẽ được đều được theo dõi lại. Nếu các con không bật cam thì sau buổi học này cô sẽ báo lại với phụ huynh nhé. Ok. Okay, can you guys see my screen? Các con đã thấy màn hình của cô chưa? Can you guys see my screen? Okay, very good. So today we go to lesson 2, all right? Nào, hôm nay chúng ta sẽ đến với lesson 2. Look, listen and repeat. Lesson 2. Okay. Number 1, activity 1. Look, listen and repeat. Các con sẽ đọc qua cho cô sẽ phóng to, cô sẽ zoom cái này lên. I will zoom this picture. And you guys read through for me, please. Các con sẽ đọc qua cho cô nào. Okay, guys, now I will have you listen and then please look at the picture and repeat for me, please. All right. Bây giờ các con sẽ nghe. Sau đấy, nhiệm vụ của các con là sẽ nghe và đọc lại nhá. Page 26, lesson 2, activity 1. Look, listen, and repeat. A. Oh, yes, it's my birthday today. B. Happy birthday, Linda. Thank you. C. When's your birthday, Mai? It's on the 5th of March. All right. You guys hear us clearly? Or you wanna listen one more time? Do you guys want to listen one more time? Hi guys. No? Yes, one more time. Một lần nữa nha. Một lần nữa để các bạn không nghe rõ, chúng ta sẽ nghe lại nha. Okay? And if you guys want to listen one more time, for the second time, please say, teacher, I want to listen one more time. Hoặc là, teacher, once again, okay? Có nghĩa là các con nếu muốn nghe một lần nữa có thể nói theo hai cách. Ví dụ, teacher, I want to listen one more time. Hoặc là teacher, one more time. Hoặc là teacher, once again. Lát nữa cô sẽ bày cho các con nói câu này nha. Oh my god, sorry guys. Nào, chúng ta nghe lại nào. Page 26, lesson 2, activity 1. Look, listen and repeat. A. Yes, it's my birthday today. B. Happy birthday, Linda. Thank you. C. When's your birthday, Mai? It's on the 5th of March. All right. That's great. Can you guys hear it clearly? And now do you want to practice? Ask them a question, please. You can hear it clearly? Các con đã nghe rõ chưa nào? Answer the question, please. Yes, very good. Yay!
Yes, very good. Okay, so now we go to practice these activities. Chúng ta sẽ đi tới luyện tập cái bài này nha. Okay. So who can tell me? Who are they? Can you tell me in the picture? Who are they? Who are they? Bạn nào có thể nói cho cô biết là những ai ở trong okay, những ai ở trong những bức tranh này nào? Who can? Chắc bạn Trung Kiên hả? Chỉ có chắc bạn Trung Kiên là bạn Cường nữa này. Okay, Cường tell me please. Very good. Mai and Linda. All right. So now, two of you guys will play as this character. Các con sẽ hóa thân vào những nhân vật này và đọc cho cô nha. Cô sẽ nhờ bạn Cường là Mai và bạn Trung Kiên là bạn Linda. 1, 2, 3, go! Now. Okay, right. Very good. Thank you so much. Okay. Vậy thì trước khi các bạn khác đọc thì cô sẽ chữa bài của hai bạn đọc trước nha. Các con nhìn vào đây, các con đọc thứ nhất ấy là a nice cake. Okay, nice cake. Và today. Okay, và thank you. Các con đã đọc rất là tốt rồi. When is your birthday? All right. Birthday and 5th March. Okay. Cô sẽ cho các con nghe cái này. Cô sẽ cho các con nghe người ta đọc cái này nhá. Đầu tiên là cái từ today. Today. Các con nghe này. Không phải là today đâu nhá. Cô nghe rất là nhiều bạn đọc today. Rồi các con nghe nhá. Today. 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 Đúng không? Today. Các con đang tắt mic thì các con sẽ đọc theo cô nhá. Today. Today. Okay. Rồi tiếp tục với từ nice cake. Nice cake. Các con sẽ nghe người ta đọc nha. Nice cake đầu tiên này. Nice cake. Nice cake. Nice cake. All right. Nice cake. Nice cake. All right. Tiếp tục với từ birthday. Birthday. Okay, các con sẽ nghe người ta đọc nha. Birthday. Birthday. All right, có nghĩa là ở giữa nó có cái âm thờ nữa đấy. Birthday. Birthday. All right. Tiếp tục với fifth. Fifth. Nghe người ta đọc nha. Fifth. All right. Fifth. Fifth. Có âm thờ cuối này đúng không? Tiếp tục với March. 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 March, có âm trừ cuối đúng không? Các bạn chú ý nha. Ok, chúng ta một lần nữa đọc lại những cái từ này để chúng ta phân vai nào. Nice cake. Đọc theo cô nha. Các bạn ơi, cô sẽ kiểm tra bạn nào chưa đọc theo nha. Ok, lại nào. Nice cake. Nice cake. Tiếp tục nào. Today. Today. Birthday. Birthday. Fifth. Fifth. March. March. Okay. Very good. So now, who can read it for me, please? Minh Đức và Tiến Vinh nào. Minh Đức sẽ là Mai. Tiến Vinh is Linda. This one.
Now, fifth. Now, yes, fifth. Okay, very good. Thank you. Rất là tốt, hai bạn đọc rất là tốt rồi đấy, đúng không? Các bạn đã biết đọc đúng cái từ mà cô đã bày đúng không? Ok. Nào bây giờ sẽ là Quỳnh Anh, Imai and Khánh Huyên is Linda. Quỳnh Anh is Mai and Khánh Huyên is Linda. Nào, cái này các con phải đọc là fifth nhá. Nhớ nhá, chú ý nào. Khánh Huyền sẽ đọc. Khánh Huyền có những từ này con đọc chưa ổn, con đọc lại cho cô nha. Birthday. Fifth. Đúng rồi, chính xác. March. Ok, thank you, very good. Ok, right. Cô sẽ xem nào. Đỗ Diệu Hương đã vào đây đúng rồi. Ok, Diệu Hương đã vào vào phòng đúng rồi nhỉ? Ở đâu? Không phải, cái này là của bạn Kiên. Ok. Cô nhầm với một bạn lớp khác thì phải. Cô xem Phi Long đã bật cam lên chưa nào. Thắng Nguyễn Văn là của bạn nào nhỉ? Cô sẽ cho out những bạn này ra để các bạn vào lại bật cam cho cô. Ok. Cô sẽ đợi các con đợi cô một tí nha. Cô sẽ cho ao những bạn mà không bật cam để các bạn ấy vào phòng bật cam lại nhé. Ok, con đợi một tí nào. Hình như bạn à. Cái nickname Thắng Nguyễn Văn vừa mới out ra. Phi Long, ok, hello. Why don't you just turn on your cam? Đúng rồi, con phải bật cam lên như thế thì cô mới gọi con được chứ, đúng không? Ok. Phi Long, nãy giờ nghe cô giảng bài không con? Có nghe được không? Ok, vậy thì bây giờ con sẽ cùng bạn Long Vũ đọc lại cho cô bài này nhá. Alright, cô sẽ giúp các con nếu các con không biết đọc chỗ nào. Alright, cô sẽ chia sẻ lại màn hình để các con đọc bài cho cô này. Các bạn khác đã đọc hết rồi vâng. Bởi vì cô không thấy các con lên tiếng. Ok, Long Vũ chuẩn bị cho con. Các bạn sẽ nhìn cho cô nha. Cô sẽ chia sẻ cái màn hình lại để các con. Ok, đợi cô tí nào. Ok. Now and now, Long Vũ is Mai and Phi Long is Linda. 1, 2, 3, go. Long. What a nice cake. Okay. Okay. Cái này là Phi Long tiếp này. When's your birthday? Fifth. March. Ok, rồi bây giờ cô sẽ giúp các bạn đọc lại thật chính xác nha. Đầu tiên là bạn Long Vũ là nice cake, đúng không? Con sẽ đọc lại cho cô. What a nice cake. What a nice cake.
Okay, very good. Nào tiếp tục. Yes, it's my birthday today. Phi Long sẽ đáp cho cô nào. Today. Okay, today nha. Tất cả các bạn cũng chú ý. Lớp mình rất nhiều bạn đọc cái này là today, không phải nha. Cái này là today, today, okay? Rồi tiếp tục. Linda, Linda là bạn nào? Lúc này bạn nào đọc nhỉ? Long Vũ đúng không? Long Vũ đọc lại cho cô nào. Okay, Linda. Okay, yes, very good. Không phải Linda nha. Rồi, thank you đã okay rồi này. Tiếp tục nào, bạn Phi Long đọc cho cô từ này. Birthday. Okay, yes, very good. Long Vũ đọc lại cho cô từ này. Fifth. March. Con sẽ bật âm chờ cuối lên cho cô nào. March. Chính xác. Very good. Thank you so much. Cảm ơn hai bạn. Hai bạn đã đọc tốt luôn khi mà cô chữa cho hai bạn đấy. Đúng không? Các bạn trong lớp mình cũng chú ý những cái âm mà các con chưa đọc tốt nha. Ví dụ như là cái birthday này. Rất là ít bạn đọc được cái âm thở giữa này. Các con cứ luyện tập thôi. Nhá. Thời gian, cái hồi cô đi học cô cũng có đọc được hay đâu. Đúng không? Các con sẽ luyện tập thật nhiều nhá. Bây giờ đi các con tắt mic và luyện ngay cho cô đi. Các con... Okay, you got it. Very good. All right. Vậy thì các bạn sẽ luyện cho cô và cô sẽ gọi từng bạn đọc cái từ birthday này nhá. Ở giữa nó có chữ âm thờ đúng không? Vậy thì một cái mẹo cô bày cho các con cách để phát âm cái âm thờ ở giữa này. Âm thờ ở giữa là khi chúng ta phát âm thì lưỡi của chúng ta sẽ đặt thật là mỏng ở giữa hai hàm răng. Hãy nhìn miệng của cô nhá. Đúng không? Cô đặt lưỡi giữa hai hàm răng và cô phát âm âm thờ đấy. Alright, các con cứ thử đi. Các con tắt mic thì không ai nghe thấy đâu. Các con cứ thử đi nào. Đặt lưỡi thật mỏng giữa hai hàm răng nha. Không đưa lưỡi ra quá dài đâu. Ok. Birthday. Birthday. Nghe thật là rõ nha. Birthday. 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 Alright. Đó nào. Bây giờ cô sẽ nhờ bạn... Trung Kiên đọc qua cho cô nào, đọc từ này cho cô. Birthday. Very good. Tiến Vinh nào. Ok, Tiến Vinh nào. Ok, that's right. Quỳnh Anh nào. Ok, Khánh Huyền nào. Ok, Khánh Huyền sẽ đọc từ từ cho cô nha. Birthday, birthday. Con sẽ có âm thờ giữa đấy, Khánh Huyền ạ. Có nghĩa là khi con đọc xong âm bir, con sẽ có âm thờ, sau đó qua âm day, birthday. Ok, con sẽ luyện tập thật nhiều nha. Rồi cô sẽ mời một bạn bật Cường đi. Cường ơi, birthday. Okay, that's right. Cô mời bạn Phi Long nào. Phi Long ơi, con đọc cho cô nào. Birthday. Okay, Long Vũ nào. Long Vũ, birthday. Okay, con sẽ đọc lại cho cô nào. Birthday, birthday. Ok, luyện tập thật nhiều cho cô nha. Bạn Minh Đức mạng con có kết nối được không nhỉ? Lúc nãy cô gọi con mà không thấy con trả lời đấy. Minh Đức ơi. Ok, rồi rồi, ok. Ok, ok, ok. Con đã nghe thấy con nói. Nào, con đọc cho cô nào. Birthday. Ok, that's right. Very good. Chính xác đấy. Ok, cô xem có bạn nào chưa được đọc nữa không nào. Ok. Tất cả bạn đều được đọc rồi đúng không? Very good. That's great. Phi Long ơi, con đang làm gì đấy? Mình ngồi một chỗ và mình học nào. Ok. Vậy thì cô sẽ nhờ một bạn dịch lại cho cô cái bài này đi. Một bạn dịch lại cho cô bài này. Cô chỉ định nhá. Cô chỉ định nhá. Bởi vì các bạn giơ tay thì thường là đã biết dịch rồi đúng không? Cô sẽ nhờ các bạn không biết dịch để các bạn ấy... hỏi cô về những cái từ mà mình không biết thì mới học được nhá. Cô sẽ nhờ bạn
Quỳnh Anh nghe Quỳnh Anh dịch cho cô đi. Can you translate to Vietnamese for me, please? Translate into Vietnamese. Dịch bằng tiếng Việt nào. Dịch sang tiếng Việt. Ok. Con dịch cho cô nào. Đoạn nào con không biết cô sẽ giúp con nha. Con cứ dịch đi, đoạn nào con không biết cô sẽ giúp con. Đoạn nào không biết thì con cứ hỏi cô nào. Ok, vậy thì con nhìn vào đoạn đầu nha. Các bạn cũng nhìn vào đoạn đầu nha. Cái này rất nhiều bạn không biết dịch đấy. Oh, what a nice cake. Có nghĩa là, oh, cái bánh đẹp đấy, đúng không? Cái câu mà có cái chữ what ở đầu mà không có dấu hỏi ở cuối, nó thể hiện là cái câu này là câu cảm thán đấy. What? Ok. What a nice cake. Có nghĩa là, oh, cái bánh đẹp đấy. Ok, nào Quỳnh Anh dịch lại và tiếp tục dịch cho cô nào. Quỳnh Anh ơi, can you turn on your mic and translate into Vietnamese for me, please? Con sẽ dịch lại cho cô nào. Cô đã dịch hộ con câu đầu rồi. Ok, you done. Ok, Quỳnh Anh nào, Quỳnh Anh dịch cho cô đây nào. Các bạn khác sẽ nghe bạn dịch và dịch lại nha. Quỳnh Anh, turn on your mic. Cô sẽ giúp con nào, Quỳnh Anh ơi. I will help you, ok. Câu đầu tiên có nghĩa là ồ, cái bánh đẹp đấy. Con sẽ dịch tiếp tục nào. Keep moving on. Quỳnh Anh không dịch cả Quỳnh Anh. Cô đã giúp con rồi mà. Con không biết thì cô sẽ tiếp tục giúp con nào. Không được tắt mic nào, lúc cô gọi là phải bật mic lên. Nào bật mic nào. Turn on your mic. Ok. Nào con không biết câu nào nữa, cô sẽ giúp con nào. Ừ, rồi con dịch câu thứ hai đi. Nó là gì đây? Nó là gì? Birthday today. It's my birthday today. Có nghĩa là đây là sinh nhật của tôi, đúng không? Đúng rồi. Chính xác, hôm nay là sinh nhật của tớ. Alright. Một bạn khác sẽ giúp bạn Quỳnh Anh nha. Quỳnh Anh chú ý, các bạn khác sẽ dịch hộ con và lát nữa cô sẽ gọi con dịch lại đó nha. Quỳnh Anh đang viết bài gì đấy nhỉ? Ngày hôm nay cô thấy con không tập trung. Những buổi hôm trước cô thấy con rất là tập trung và phát biểu rất là nhiều mà. Đúng không? Hôm nay con đang làm gì đấy nhỉ? Cô sẽ nhờ Khánh Huyền. Khánh Huyền dịch cho bạn nào. Translate it into Vietnamese. Không phải hôm nay là sinh nhật của tớ nha. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của tớ. Ok, Minh Đức is done. Tiếp tục nào. Picture B. Picture B. Bức tranh thứ hai nào, Khánh Huyền. Ok, bạn khác sẽ giúp con nha. Bạn khác sẽ giúp con nha. Ok, Minh Đức please. Minh Đức translate it into Vietnamese for me, please. Con sẽ dịch lại từ bức tranh. Nào, con sẽ dịch lại từ bức tranh A, picture A to picture C. Dịch cả ba bức tranh nào. Really, it's 5th of March. Now, Trung Kiên, can you tell me the 5th of March? What does this mean? Okay, right. Bây giờ cô sẽ, các bạn sẽ chờ cô một chút nha.
When and cô ơi, cô bấm bấm em ăn tim là cô phải bật mic của cô lên mới ghi được âm của cô. Okay, thank you. Yes. Thưa cô, cái từ này phát âm như thế nào cô? Cái từ nào nhỉ? Con nói từ nào? Nice cake. À, nice cake. Cake. Các con sẽ bật âm cờ cuối cùng cái chữ cake này. Cake. Nice cake. Chính xác. Very good. All right. Nice cake có nghĩa là cake là cái bánh này. Các bạn tập trung vào đây nhá. Phi Long ơi, con có đang nhìn vào màn hình không? Con đang nhìn cái gì đấy? Nào, các bạn tập trung cho cô nào. Phi Long sẽ ngồi một chỗ và học cho cô nhá. À, cái từ fifth có nghĩa là mồng 5 của tháng 3 đúng không? Fifth là mồng 5 nhá. Fifth là mồng 5. March là tháng 3 đúng không? Các bạn ghi vào này. Cô sẽ giải thích nghĩa của những từ này và các bạn ghi vào vở nhá. Từ nào không biết thì các con mới cần phải ghi vào vở nhá. Ok. Cô sẽ dịch lại một lần nữa này. Oh, what a nice cake. Cái bánh đẹp đấy, đúng không? Cake là cái bánh. Nice là đẹp. Cái bánh đẹp đấy. Yes, it's my birthday today. Hôm nay là, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của tớ. Happy birthday, Linda. Chúc mừng sinh nhật, Linda. Thank you, cảm ơn. What is your birthday, Mai? Khi nào là sinh nhật cậu vậy, Mai? It's on the 5th of March. Nó vào mùng 5 của tháng 3, ok? It's on the 5th of March, ok? Các con chú ý là mình cố gắng ghi vào nhé. Ghi vào để mình biết mà lát nữa làm bài tập nha. Ok? Có một số bạn cô đã để ý là chưa ghi bài vào đấy. Mỗi buổi học của cô sẽ đều được theo dõi lại bằng một thiết bị khác và các con sẽ cô sẽ kiểm tra các con sau mỗi buổi học. Bạn nào mà không học thì sẽ bị báo với phụ huynh đấy. Ok? Nha. Cô đã thấy một bạn chưa ghi bài vào. Ok, các con cố gắng học đi nào. Nha. Ok. Chúng ta sẽ đến với Activity 2, point and say, alright? Point and say có nghĩa là chỉ và nói. Ok. The boy asked, bạn nam hỏi là when is your birthday? Sinh nhật của bạn là vào khi nào? Sinh nhật của bạn là vào khi nào? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào nhỉ? It's on the... Yes, very good. January. Có nghĩa là cái picture A đúng không? Cái ở cái lịch mà letter A đúng không? Là ngày mùng 1 của tháng 1 này, January là tháng 1. Ok, nào. January tháng 1, February tháng 2, March tháng 3, April tháng 4, May tháng 5 và June tháng 6. Ok. Nào, cô sẽ nhờ bạn Cường đọc lại cho cô những cái tháng này theo cô nhá. Cô đọc sau đấy là con đọc theo sau nào. Ok, repeat after me. Nào, Cường turn on your mic, please. January. Yeah. January. Không có bờ nhá. January. Chính xác, very good. February. Very. February. No, con nhìn đây là chữ S nha, thì con sẽ đọc là February. February. Cái này là phe này, phe, phở ấy. PHE trong tiếng Việt ấy. Phở, phe, February. February. Chính xác, very good. March. March. April. May. June.
vui. Thank you so much. Very good. Okay. Others, cô sẽ mời Tiến Vinh. Tiến Vinh, can you repeat for me all this word? Con đọc lại cho cô tất cả những từ này nào. Tiến Vinh, please. Where are you, Tiến Vinh? Where are you? Tiến Vinh ơi. Ok, con đọc lại cho cô tất cả những cái tháng này nào. Con nhìn trên lịch này và đọc lại cho cô những tháng này đi. Cô đọc cho con và con đọc theo nhá. Repeat after me, ok? January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. Thank you. Very good. Okay, one others. Okay, you done. Okay, I know. Các bạn nào xong thì cứ viết vào cái box chat là I'm done nha, không nói là I'm done đâu, okay? Now. Quỳnh Anh đọc lại cho cô. Quỳnh Anh ơi. January. January. Nào, cái này là ơ nha, January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. Very good. Thank you so much. Rồi, tốt lắm. Cô xin mời. Oh my god. Rồi, cô xin mời bạn Phi Long nào. Phi Long. Phi Long, where are you? Turn on your mic. And repeat after me. Bật mic lên và đọc theo cô nào, Phi Long ơi. Okay. January. Phi Long ơi, bật mic lên. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. Okay, thank you. Okay. Now, Minh Đức ơi, Minh Đức đọc cho cô nào. January. February. March. April. May. June. Okay, very good. Now, Trung Kiên đọc cho cô nào, đọc to nhá. January, February, March, April, May, June. That's great. Okay, very good. Now, Long Vũ, turn on your mic and repeat after me. Long Vũ, turn on your mic and repeat after me. Long Vũ, where are you? Okay, cô xem bạn Long Vũ đang làm gì mà chưa bật mic lên nhá. Trả lời cô nè. Long Vũ. À, bạn đã bật mic rồi đúng không? Okay, Long Vũ đọc theo cô nào. January. Long Vũ, why you turn off your mic? Bật mic lên nào, turn off your mic. Okay. January. Long Vũ, January. Cô xem nào, Long Vũ bật mic rồi mà sao không đọc nhỉ? Nào Long Vũ ơi. Long Vũ bật cam lên cho cô nào. Cô xem con đang làm gì nào. Long Vũ sẽ bật cam lên nhá. Không là cô cho ra khỏi lớp nha. Bạn nào mà cắt tắt cam là cô cho ra khỏi lớp đấy. Long Vũ, can you turn on your cam? Leave your cam on. Long Vũ. Ok, cô cho Long Vũ ra khỏi lớp để Long Vũ vào lại nhá. Bởi vì bạn ấy hình như không nghe được cô nói. Cô bảo bật mic lên mà không thấy bật. Bạn nào đang chia sẻ cái gì nhỉ? Ok. Cô xem là Long Vũ ra rồi đúng không?
Long ơi, con ngồi một chỗ cô xem nào. Hôm nay mạng các con yếu hay sao mà nhiều bạn bị ao ấy nhỉ? Hả? Rồi các bạn sẽ đợi cô tí nào. Okay guys, so can you see my screen? Okay, có một số bạn đã làm xong cái bài này rồi đấy. Đúng không? Có một số bạn đã làm xong cái bài này rồi. Okay, so I can see who done. Các bạn khác sẽ vẫn làm bài nhá. Còn các bạn mà đã xong thì sẽ luyện đọc cho cô, okay? Hình như Minh Đức xong rồi và Kiên xong rồi. Các bạn khác vẫn sẽ làm nha. Làm chắc chắn rồi mới đọc nhá. Vinh ơi, con làm xong chưa Vinh? Are you done, Vinh? Why you don't do my exercise? Con chưa. Vậy con làm đi. Con làm đi nào. Ok. Không biết làm thì lát nữa cô sẽ hướng dẫn, nhưng các con vẫn phải nghĩ, nghĩ để làm nhá. Nghĩ cách làm thế nào để làm. Không biết thì hãy hỏi cô sẽ hướng dẫn cho. Ok, cô sẽ đầu tiên cái picture A, cô sẽ nhường cô dễ cho Vinh nào. Vinh, can you tell me when is your birthday? Con nhìn vào tư lịch đầu tiên của tháng này, con sẽ nói cho cô when is your birthday. Cứ bật mic lên đi, không biết cô sẽ bày nào. When is your birthday? Rồi con trả lời cho cô đi. Cái này là ngày mùng 1 tháng 1 đúng không? Ngày mùng 1 thì là gì nhỉ? Trong tiếng Anh ngày mùng 1 là gì? First. The first. Rồi. First. Earth. It's on the first of. It's on the first of. Of gì đấy? Of tháng mấy đấy? Of. January. January. Đúng rồi, chính xác. Con đọc lại cho cô nhá. It's on the 1st of January. It's on the 5th of, first. Of January. Đúng rồi, January. Ok, rồi con đọc lại đi. Nha, đọc lại nhiều lần cho cô nhá Vinh. Lát nữa cô sẽ hỏi lại nhá. Ok, Vinh đã biết cách trả lời rồi đấy. Now, picture B, Cường please, when is your birthday? Picture B, cái này là số 12 nhá. Picture B, when's your birthday? It's on the... Số 12 là? 12. Yes, 12. Of... February. Very good. That's great. Đúng rồi đấy. Chính xác. Okay. So, picture C. Cô sẽ mời bạn. Okay. Picture C. Cô sẽ mời bạn. Khánh Huyền à. When's your birthday? Khánh Huyền, can you tell me when's your birthday? Look at the picture C. Khánh Huyền ơi, con đang làm gì đấy? Trả lời cô nào.
It is the số 14. 14 là gì nhỉ? Số 14 là gì Khánh Huyền nhỉ? Fourteen, okay. Nào, một bạn khác giúp bạn nào. Minh Đức nào. Minh Đức giúp bạn nào. It's on the 14th of March. Okay, very good. 14th of March. All right. Okay, thank you. Now, number, sorry, picture D. Kian, please. Picture D, Kian. Yes. When's your birthday? It's on the 20th of April. 20th of April. Very good. All right. Now, picture E, Quyen, picture E. When is your birthday? Picture E. It is on the 31 of May. Okay, thank you. Very good. All right. Now, picture F, Phi Long, please. Picture F, Phi Long. When is your birthday? Picture F, Phi Long. When's your birthday? Phi Long, where are you? Rồi cô xem bạn Phi Long làm gì nhá. Đấy, cô cứ gọi là lại không thấy. Trong khi nhắn tin thì ôi trời ơi, như kiểu anh Hùng bàn phím. Cô xem nào. Phi Long, đây Phi Long trả lời cô nào. Answer my question. When is your birthday? Hãy nhìn vào con chuột của cô này. When's your birthday? It's on the It's on the 24, con đọc như thế nào nhỉ? 24 là gì? Ok, Quỳnh Anh là chị của Phi Long đúng không? Chị họ đúng không? Chị họ hay là wow. Chị họ nhá. Ok, your ok bây giờ Quỳnh Anh sẽ bày cho Phi Long cách đọc số 24 nào. Không bày hả? Ok, thấy chưa Phi Long? Chị còn không thể bày cho số 24 đọc như thế nào, thấy chưa? Mình lo học nhá, không phải lo nhắn nhá. Ok, số 24 là 24. Con đọc cho cô, it's on the 24th of June. It's on the 24th of June. Okay, thank you. Đúng rồi, chính xác. Nào, Long Vũ ơi, Long Vũ ơi, hãy nhìn vào con chuột của cô này. When is your birthday? When is your birthday? Long Vũ đâu? À, Long Vũ không có trong này, đúng không? Okay, Long Vũ is out. Okay, we go to activity 3. Let's talk. Okay, activity, let's talk. Now, we meet two questions, familiar question. Chúng ta lại gặp hai câu hỏi rất là quen thuộc. Two familiar, a familiar question. The first question is, what is the date today? Okay, what is the date today? The second question is, when's your birthday? When's your birthday? All right. So, now, bây giờ cô sẽ nhờ một bạn tương tác với cô để làm một cái ví dụ cho các bạn khác nha. Sẽ bắt cặp với nhau, ok? Nào, Trung Kiên sẽ tương tác với cô làm mẫu cho các bạn. Turn on your mic, please. Ok. Hello. Hello, teacher. What is the day today? Today is Sunday. When your birthday, teacher? My birthday is the 4th of October. Okay, so how about you? When is your birthday? When is your birthday? Kiến, how about you? When is your birthday? Trung Kiên đâu rồi nhỉ? Đang nói với cô mà bay đâu mất rồi. It's
on the 7th of October. It's on the 7th of October. Ok, có nghĩa là cô thì cô sinh ngày mùng 4 tháng 10, còn bạn Trung Kiên thì lại sinh ngày mùng 7 tháng 10 à? Vậy là chúng ta sinh chung một tháng à? Ok, very good. Rồi, cô thấy Phi Long và Quỳnh Anh đang nhắn chit chat cái gì đây rồi. Rồi cô sẽ nhờ Phi Long và Quỳnh Anh tương tác với nhau nhá. Ok, hai chị em tương tác với nhau nào. Cô thấy tương tác bằng tin nhắn thì rất là gì và này nọ luôn, mà đến khi cô gọi thì lại không thấy đâu. Ok, bây giờ cô sẽ như này đi. Các con sẽ ghi cái ngày tháng sinh nhật của mình ra giấy đã. Ghi ra vở hoặc là ra giấy đã. Rồi lát nữa tương tác với nhau mình nói sẽ nhanh hơn nào. Ghi ngày tháng sinh nhật của các con ra giấy. Ví dụ cô sinh ngày 4 tháng 10, cô sẽ nói It's on the 4th of October. Đấy. Các bạn khác hãy ghi ra giấy nha. Để lát nữa mình tương tác nói nhanh hơn nha. Ok, cô xem các con đang làm cái gì nào. Cô xem các bạn đang viết không hay là đang làm cái gì nào. Cô chỉ thấy bạn Phi Long là đang còn nghịch nghịch cái gì thôi á. Ok, Phi Long cái bài nha. Các con sẽ ghi ngày tháng sinh nhật của mình ra giấy đi. Không biết thì hỏi cô bác, cô bày cách cho con ghi này. Ok. Cô sẽ bày cái ghi, cô sẽ nhắn vào cái hộp box chat các con xem tin nhắn nha. Cô sẽ ghi từ ngày mùng 1. Ok, ngày mùng 1. Ngày mùng 1 là the first. Mùng 2 là the second. Cô là mùng 4 viết thế nào đấy? À, ok, để cô viết dần dần nha. Ok. Third. Đây là mùng 3 này, mùng 4 là từ 4, từ 4, ghi từ 4. Khánh Huyền thấy chưa con? The 4 đấy. Cô đã ghi tháng 7 à? Tháng 7 đợi cô tí nha, cô ghi tháng 5 xong cô ghi tháng 6, tháng 7 luôn nha. The 5th là ngày mùng 5 này. The 6th là ngày mùng 6. Tương tự với những ngày mùng 7, mùng 8, các con cũng thêm chữ tờ hờ cuối cùng cho cô là được. Còn tháng 7 à? Tháng 7 thì là... Ok, cô sẽ viết cho July. July, tháng 7. Ok, July là tháng 7 nha. July là tháng 7. Ok. Các con thấy, các con hãy vô box chat để xem cái cách viết nhé. Ok, còn cái gì nữa không nhỉ? Bạn nào sinh ngày tháng nào? Tháng 8 thôi, tháng 8. Tháng 8 à? Tháng 8 là? Tháng 11. The August. Ok, cô sẽ viết dần dần. Các bạn cứ hỏi cô rồi cô viết vào cho nha. The August, tháng 8. Không phải gì đâu nha, không có. Có gì? August là tháng 8. Gì nữa nhỉ? Bạn nào tháng 11 á? Cô ạ. Ok, rồi tháng 11, cô sẽ ghi tháng 11. November. Ok, rồi gì nữa không? Bạn nào hỏi ngày tháng gì nữa không? Ok, các con... Em sinh năm tháng 9. Tháng 9 hả? Tháng 9 đúng không Kiên? Yes. Ok, tháng 9. September. Ok, September là tháng 9. Còn bạn nào nữa không nào? Còn bạn nào nữa nào? Bạn nào nữa, các con đã biết cách ghi chưa? Ok, if you are done, please inbox to me. I'm done, all right.
If you are done, inbox to me. I am done. Okay. So, Cương, turn on your cam, please. Don't turn off your cam. All right, very good. Okay, Trung Kiên, are you done? Bây giờ con sẽ làm mẫu một lần nữa nha. Trung Kiên nào. Okay. When is your birthday? It's on the 16th of. Cái mic của con bị gì ấy? Cô nghe đang ngắt quãng thì nó tắt. Nào, Trung Kiên nhắc lại cho cô nào. Trung Kiên nhắc lại cho cô nào. It's on the 16th of September. Very good. It's on the 16th of September. All right. So lúc nãy cô nghe Trung Kiên nói là con sinh ngày 7 tháng 10 mà nhỉ? Sao giờ lại đổi rồi? Okay, now Minh Đức, what is your birthday? Các con sẽ nói chính xác cái ngày sinh nhật nha. Để cô biết hôm nào sinh nhật các con, cô sẽ tặng cho các con một cái món quà nhá. Okay. Again, can you say it again? It's on the 19th of July. It's on the 19th of July. Có nghĩa là con sinh ngày 19 tháng 7, okay? Đúng không? Chính xác chưa? 19th of July. Chính xác chưa Minh Đức ơi? It is correct. Yeah. Okay, very good. Yeah. Okay. Tiến Vinh, please. When is your birthday? It's on the 3rd of October. Again. Can you say it again? One more time. Tiến Vinh, one more time. I cannot hear clearly. Cô nghe chưa rõ nào? Nói lại nào. It's on the 10th of October. It's on the 10th of October. Okay, có nghĩa là con sinh ngày 10 tháng 10 đúng không? It's on the 10th of October. Is that correct? Đúng chưa? Is that correct? Yes. Okay, very good. Okay, Khánh Huyền, please, when is your birthday? When's your birthday? It is on the 4th. It's on the 4th of Aura. Tháng mấy con nhỉ? Tháng 8. Tháng 8 là August. Aura. August. Đúng rồi, ngày mùng mấy? Aura. Ngày mùng 4 tháng 8 đúng không? August. Okay. So, how about you, Cương? When is your birthday? It's on the 12th of November. On the 12th of November. Yes, okay. Có nghĩa là con sinh ngày 20 tháng 11 đúng không? On the 12th of November. Very good. Thank you. How about you, Quỳnh Anh? Quỳnh Anh, when is your birthday? Quỳnh Anh, where is your birthday? On the 7th. On the 7th of tháng mấy nhỉ? Cô bài nào? Con nói tiếng Việt đi cô. Tháng 1. Tháng mấy con? Tháng 1. Tháng 1 là January. Đúng rồi, tháng 1 là January. Three. Okay. Con đã thấy chưa? January. Okay, that's right. January. Okay. Cô viết sai rồi. Cô viết lại nhá. Đúng rồi chứ nhỉ? Okay. Nào, còn bạn nào nữa Phi Long? When is your birthday? When is your birthday?
Phi Long, cho nói vô mic, bật mic lên trả lời cô nào, nhanh lên. When's your birthday? On the... It's on the... Long. Ngày ngày mấy nhỉ? Con nói tiếng Việt cô bài cho nào. Nói tiếng Việt đi cô bài Phi Long ơi. Con sinh ngày 20 tháng 4. 20 tháng 4 đúng không? Ngày 20 là 12. It's on the 12 of tháng 4 là gì? April đúng không? It's on the 12th of April. Ok. Cô sẽ giúp Phi Long ghi vào trong cái box chat và con sẽ ghi vào trong trong vở nhá. It's on the 12th. Cloudy nhá. Cloudy. Ngày 20 là cloudy. Ok, sorry. Không phải là trail đấy nha. Trail là ngày 12. Ngày 20 là is it on ready. April. Ok, như vậy. Các bạn đã thấy tin nhắn của cô chưa? Ok, bây giờ cô sẽ cho các con làm bài tập nha. Chúng ta làm một cái bài tập. It's amazing. Các bạn đã tải Easy Class về dùng chưa nhỉ? Có bạn nào đã tải Easy? Tải rồi. Có tải rồi nhưng mà hết hạn rồi cô ạ. Hết hạn rồi hả? Ok. Hết hạn rồi. Ok. Okay, you guys see my screen? You guys see my screen? Yes or no? Turn on your mic and answer my question. Các con đã nhìn thấy màn hình của cô chưa? Nhìn thấy rõ không? Có bị nhỏ? Okay. Cô đã hết hạn rồi, tải xóa cái đấy, tải một ít nữa là không cô. Đúng rồi, chính xác. Con sẽ dùng một cái Gmail khác để con đăng nhập vào. Thì con sẽ lại dùng được một lần nữa nhưng mà chỉ được trong vòng 5 ngày, ok? Rồi các con sẽ nhìn đây nha. Chúng ta nhập vào phần bài tập. Ok, chúng ta đã học đến Unit 4. When is your birthday? Ok, nào cô sẽ cho các con làm phần sentence patterns. Okay, this one. Can you do it for me? Who can do it? His birthday is on. His birthday is on. Okay, Trung Kiên nào. Trung Kiên, can you tell me? His birthday is on the 12th of May. Okay, it's on the 12th of May. So how do you spell it? How do you the 12? How do you spell the 12? Con có thể đánh vần cho cô cái 12 được không? T W E L V. Các bước. Gì nữa? F. This one? Really? Okay, say it again. Bạn nào có thể đánh vần được nào? Who can spell it? Bạn nào đánh vần được cái này nào? Oh, I'm sorry. F. This one? Như thế này đúng không? Để cô chốt này như thế này chứ. Đúng không? Con chắc chắn chưa? Okay, the 12th of May đúng không? Rồi lát nữa sẽ có đáp án chữa nha. Ok, cô sẽ chuyển sang câu sau. Lát nữa sẽ có đáp án chữa. Now, this one. Who can do this one? Cái này các con làm như nào nhỉ? Ok, bạn nào nào? Mẹ đã quay cửa đấy, nước mến luôn rồi đó. Ok, ngoài bạn Trung Kiên ra thì còn bạn nào nữa không? Các bạn khác thì sao? Okay, Minh Đức, how do you how can you do it?
con thử làm câu này đi, cứ thử làm con, lát nữa người ta sẽ có chữa mà, cứ làm thoải mái làm thôi, không cần đúng đâu. The 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 h i d v the h i d v hả con ạ? Như nào? R v r v r r r gì nữa? R e n nhân từ en hả? Rồi như nào nữa? Rồi gì đấy? Sờ e b t m b r. Ok rồi nhá, hôm sau nhớ đọc tiếng Anh nhá, ai lại đi đọc tiếng Việt cho cô. Ok nhớ nhá. Ok cô cứ nộp bài, lát nữa đúng hay sai người ta sẽ chữa nào. Câu tiếp theo, câu tiếp theo cường làm cho cô nào. This is my father, his birthday is on. The 14 thì con đọc như thế nào nhỉ? 14. Vậy con đánh vần như thế nào? How do you spell it? How do you spell it? Con có thể đọc tiếng Việt cho cô cũng được, gặp như bạn Đức lúc nãy cũng được. Ok, vậy Trung Kiên giúp con nha. Trung Kiên nào. Trung Kiên giúp bạn nào. Đi ngủ bây giờ. F-O-U-R-T-E-E-T-F. Okay, the 14 of O-F-O-C-T-T-U-T-O-B-E-R. Yes, okay. This one? Tiến Vinh nào? Tiến Vinh có thể làm cho cô được câu này không? This one. Tiến Vinh không làm được hả? Bạn khác nào? Bạn nào làm được nào? Ok, ngoài bạn Trung Kiên ra bạn nào làm được nữa không? Khánh Huyền ấy có làm được cái này không? Chí. Ok, Minh Đức nào? Minh Đức làm nào? Dạ. No, 15. Ok, Khánh Huyền làm được câu này không? Khánh Huyền ơi, làm cho cô nào. The 15. Ok, yes, the 15. But how do you spell it? Con có thể đánh vần không? No. No, ok, nào, Trung Kiên tiếp tục nào. F I F T E E T H. Okay. Cái này hình như chưa có ảnh về mình nha. My birthday is on. Các bạn khác thì sao nào? Cái này cô nghĩ là dễ mà. Số 11 chỉ cần thêm mà TH ở cuối nữa là được. Cô sẽ nhờ một bạn đi. Cường ơi, Cường làm cho cô nào. Con đánh vần đi nào. 11 con đánh vần là gì? Đầu tiên nhá, 11 trong tiếng Anh là gì đã? Eleven. Đúng rồi, 11. Eleven. Nó viết như thế nào nhỉ? Con đọc tiếng Việt cũng được. Đánh vần tiếng Việt cũng được.
Ok, Quỳnh Anh nào, Quỳnh Anh làm được không nào? Quỳnh Anh đánh vần được không nào? Sai cũng được mà, sai cũng sẽ chữa mà. Không sao đâu, sai lát nữa chúng mình sẽ có bài chữa mà. 11, sau đấy thêm TH ở cuối nữa là được. Ok, Khánh Huyền nào. Khánh Huyền đánh vần được không? 11 đánh vần như thế nào? Ok, Trung Kiên nào, Trung Kiên chốt hạ cho cô cái này đi. E, L, E, V, E, N, T, H. Gì đấy, Trung Kiên đọc hết luôn nào. M, A, no, Trung Kiên đọc cả chữ đấy đi, đọc cả từ đấy đi, đọc như thế nào. Yes, March. Ok, chúng ta nộp bài nhá, chúng ta nộp bài. Ok. 60 point. Chúng ta đã cộng thêm 60 điểm thu thập. Ok. Sẽ xem cái nào đúng. Cái này đúng này. 11th of March. The 15th of November. Ok. Là đúng này. The 14th of October. Oh my god. This one. 13. Đấy, không có chữ giờ. Ok. Sai một chút. Ok. The 13th of September. The 12th of May, okay, thêm TH nha. The 12th of May, okay. Vậy là các con đã hiểu bài rồi đúng không? Rồi bây giờ cô nhờ các bạn, bạn nào đã hiểu bài rồi, hãy viết I got it hoặc là I understand vào trong box chat cho cô nào. Ok, mình được got it. Bạn nào chưa hiểu cô sẽ để các con ở lại học thêm một chút nữa đấy nha. Trung Kiên got it. Bạn nào hiểu bài thì viết vào chat. I got it. Quickly. Cô xem bạn nào hiểu nữa rồi nào. Ok, Tiến Vinh got it. Khánh Huyền got it. Ok. Còn bạn nào nữa không? Long Vũ sao bị ao hả con? Nãy giờ cô thấy con bị ao hơi nhiều ấy. Phi Long, I got it, ok. Máy kia của con nó bị mất mạng rồi ạ. À, ok, rồi. Ok, Cường got it. Rất tốt. Mình got it, ok. Những bạn khác thì sao? You guys got it. What up you guys? Ok, so hôm nay chúng ta sẽ kết thúc buổi học và bài tập về nhà của chúng mình sẽ là gì ta? Các con sẽ... Ok, Long got it. Long Vũ, ok. Rồi, các con nghe rõ bài tập về nhà cô sẽ ra cho các con là quay video. Và đầu tiên lúc nào cũng vậy, nhớ là giới thiệu. Nào, Phi Long ơi, con nghe cô dặn không? Nếu con không có bài tập về nhà là con sẽ bị phê bình đấy. Ok. Các con sẽ làm bài tập về nhà là quay video nói. Đầu tiên lúc nào cũng sẽ giới thiệu về tên này, về lớp mình đang học. Lớp của chúng mình là lớp 4A1 nha. Các con nhớ. I am in class 4A1. Ok, lớp 4A1 nha. Sau đấy các con sẽ nói về my birthday. Ví dụ, cô cho một cái ví dụ đi. Cô sẽ quay video và cô nói như thế này. My name. Ok, cô soạn cho con cái bài này là mẫu luôn nha. My name is Lena. I am in class 4A1. My birthday is the 4th of October. Okay, và cô sẽ hỏi lại người khác, hỏi lại. Cô quay video và cô nói khi cô giới thiệu về cái ngày sinh của cô xong thì cô sẽ nói là How about you? How about you? When is your birthday? When is your birthday? Okay. Đây.
Đấy, chỉ một vài câu như thế này thôi, nhưng các con có thể quay được một cái video và nộp bài tập về nhà cho cô đã làm mẫu cho đấy rồi. Thì không được nhá, không được lười nhá, không được lười làm bài tập nhá. Có nghĩa là các con sẽ quay một cái video nói như thế này. Hello, my name is Lena. I'm in class 4A1. My birthday is the 4th of October. How about you? When is your birthday? Chỉ như thế thôi, đúng không? Có nghĩa là các con có thể sao chép cái câu cuối cùng của cô đó là how about you? When is your birthday? Ok. Một lần nữa nhá, cô làm mẫu một lần nữa nhá. I'm for example. Ví dụ cô là bạn Kiên đi. Hay là cô là bạn Minh Đức chẳng hạn. Ok. Hello guys, my name is Minh Đức. I am in class 4A1. My birthday is the 4th of October. How about you? When is your birthday? Ok. Rồi các con có thể ghi cái mẫu này vào để mình quay video nha. Tất cả bạn đều phải quay video nộp cô. Nếu không thì sẽ bị phê bình, bị phạt đấy nhá. Ok. Nào. Các con muốn ghi thì ghi nhá, không thì sẽ mình tự mình sáng tạo. Ok. Rồi bạn nào ghi xong thì có thể out class. Ok, cô sẽ để đây cho các con xem. Đấy, Phi Long chắc chắn hôm sau không có bài tập mà nạp cô đâu. Phi Long đã out rồi. Chắc chắn hôm sau không có bài tập để nạp cô. Đúng rồi, chính xác, Minh Đức hiểu ý cô đấy. Hello teacher, my name is Thì đấy. Thì đấy, đúng rồi. Con nó nằm bên cháu. Cứ để cái năm kiến như thế. Ví dụ ở những cái năm rất không đúng. Con gì? Đẹp lên.